Chipu ghé nhà hàng Louis Vuitton đầu tiên ở Đông Nam Á. Hôm 26 tháng 3, Chipu ghé nhà hàng Louis Vuitton đầu tiên ở Đông Nam Á, nằm tại Bangkok, thưởng thức trà bánh và dùng bữa. Chipu đi công tác tại Bangkok, dự sự kiện của hãng Louis Vuitton. Cô có buổi chụp hình trong một khách sạn cao cấp, sau đó tranh thủ thời gian ghé nhà hàng nổi tiếng đang hot rần rần cũng của thương hiệu này. Quán cà phê kết hợp nhà hàng mang tên LV The Plaza Bangkok là cơ sở ẩm thực đầu tiên của thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton tại Đông Nam Á, sau chi nhánh ở Pháp và Nhật. Nhà hàng nằm tại trung tâm thương mại Gayson Amarin, Ratchaban. Trung tâm Bangkok đang là điểm check-in thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài Thái Lan. Ngay từ cửa vào, Chipu đã bất ngờ với thiết kế độc đáo, cùng những trải nghiệm ấn tượng của LV The Plaza Bangkok. Tầng trệt của tòa nhà là triển lãm Visana Uni và triển lãm Kunskap, nơi 96 mô đun cốt xe Kuri lắp ráp thành một đường hầm tượng trưng cho hành trình lịch sử thương hiệu và đóng góp của gia đình Vuitton qua nhiều thế hệ. Triển lãm còn trưng bày những thiết kế mang tính biểu tượng của Louis Vuitton trong 25 năm qua, gồm 21 chiếc túi và 2 mẫu quần áo. Đây đều những nhân chứng lịch sử và kiệt tác của thời trang hiện đại, làm nên tên tuổi cho Louis Vuitton. Chipu ấn tượng với thiết kế và cách phục vụ của nhà hàng. Cô viết, Immer in Art and Style at LV The Plaza Bangkok. From exhibition to exquisite trip, it's a fit for the sense, tạm dịch, đắm chìm trong nghệ thuật và phong cách tại LV The Plaza Bangkok, từ triển lãm đến các món ăn tinh tế. Đây là một bữa tiệc cho các giác quan. Chipu ghé tầng 1 là Le Café Louis Vuitton, thưởng thức trà bánh cùng một số người bạn và ekip. Khu vực này được thiết kế với phong cách nhiệt đới, trưng bày cây xanh cùng nội thất thân thiện thiên nhiên như gỗ, vải thô. Người đẹp thưởng thức trà chiều với một số loại bánh ngọt và trà hoa quả. Bánh ngọt và bánh quy do đầu bếp Blue Bee Alan Duca chế biến. Thực đơn có các loại bánh ngọt kiểu Âu như Star Blosso, Monogram và các món kết hợp phong cách Thái như xôi xoài Mango Sticky Rustic. Sau đó, người đẹp lên tầng 2 để dùng bữa tại nhà hàng Gagan Art Louis Vuitton do đầu bếp Ấn Độ Gagan Anand phụ trách. Thực đơn của nhà hàng phong phú, sáng tạo, gồm các món ăn dựa trên 5 tiêu chí là ngọt, chua, mặn, cay và tính bất ngờ với các món ăn độc quyền theo mùa. Ngoài ra, thực đơn còn có một số món ăn sáng tạo như Lick It Up yêu cầu thực khách phải liếm lên đĩa, một cách thưởng thức khá mới mẻ với ẩm thực cao cấp. Ngoài ra, thực đơn còn có một số món ăn sáng tạo như Lick It Up yêu cầu thực khách phải liếm lên đĩa, một cách thưởng thức khá mới mẻ với ẩm thực cao cấp. Các món ăn được chế biến cầu kỳ, bày biện sáng tạo. Chipu khoe bữa ăn với 3 món được bày trong đĩa hình quả địa cầu. Khách có hai lựa chọn là set ăn trưa 8 món và bữa tối 17 món với mức giá lần lượt là 4.000 THB, khoảng 2,8 triệu đồng và 8.000 THB, khoảng 5,6 triệu đồng. Thời gian này, Chipu bận rộn đi lại giữa Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia để đảm bảo công việc. Đầu tháng 3, nữ ca sĩ khai trương nhà hàng phở thứ hai ở Thượng Hải. Chi nhánh lần này của La Ganh nằm tại trung tâm thương mại L Plaza trên đường Đông Quy, quận Phố Đông, thuộc trung tâm tài chính quan trọng của Thượng Hải, nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng. Trong ngày mở cửa, Chipu tới giao lưu, trò chuyện và phục vụ phở cho người hâm mộ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.